Alo Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đổ rau câu dừa nha. Món ăn này thì mình thấy ai cũng thích mê hết trơn á. Ngọt thanh tự nhiên từ nước trái dừa, hòa cùng với cái mùi thơm từ lá dứa, vị béo béo từ sữa, vừa ngon mà vừa mát cho cơ thể nữa. Thì mời các bạn mình cùng thực hiện ngay luôn nha. Ở đây thì mình chuẩn bị cái gói rau câu dừa này nè, rau câu dẻo hoặc là rau câu trái dừa. Hai loại nào cũng được nha. Một gói sữa tươi 220ml. Và đây là 200ml nước lá dứa, mình xay ra từ 3 cọng lá dứa già. Tiếp theo mình có 100g đường cát, thì phần đường này là vừa ngọt ngon. Tiếp theo nữa là hai trái dừa nha. Dừa này thì các bạn chặt ra, mình sẽ lấy phần nước. Cái nước dừa mà cái cơm dừa nó vừa ăn nó là nó ngon. Nếu mà non quá nó sẽ bị chua, mà già quá thì nó cũng không có được hấp dẫn nữa ha. Cái nước nó sẽ hơi the á. Cho hết hai trái dừa vô trong cái nồi luôn. Thì mình lường được 1 lít nước dừa tươi luôn á. Với 1 lít nước dừa tươi này thì mình sẽ dùng cái gói rau câu này nè. Thì mình dùng 1,5 muỗng cà phê. Cho qua đây. Các bạn cho đường vô, mình sẽ trộn sơ vậy nha. Cái bước này giúp cho rau câu không có bị vón cục khi mà mình trộn vào nước dừa. Rồi mình hãy cho vô nước dừa nè. Làm vậy bảo đảm luôn, nó tan hoàn toàn mà nó không có bị vón cục. Cái phần còn lại là một muỗng cà phê lưng thôi, là tương đương là 3g còn lại đó. Mình cũng cho đường vào, trộn đều lên. Thì cái phần nước dừa nãy là 1 lít mình dùng 7g, phần này thì mình dùng 3g. Đường mình cũng cho vào trong nước dừa một ít. Và mình để yên 15 phút nha. Sữa tươi mình gót ra đây. Một bên là sữa tươi, một bên là nước lá dứa xay ra. Bây giờ mình chia đều ra làm hai phần nè. Cho vô trong cái sữa phân nửa, còn lại thì cho vào lá dứa. Rồi các bạn cũng cho đường vô luôn. Đường của phần lá dứa thì mình cho hơi nhiều hơn phần sữa một chút, vì sữa nó ngọt sẵn rồi. Khuấy đều lên, cho rau câu cũng như là đường nó tan kỹ. Cái phần bên lá dứa cũng vậy luôn nha. Mình cũng khuấy đều lên. Lá dứa mà các bạn xay xong rồi á, có thời gian mình để tủ lạnh á, cho nó lắng thì cái màu nó mới đẹp. Quay trở lại cái nồi nước rau câu mình để được 15 phút. Bây giờ các bạn khuấy đều lên. Xong rồi mình sẽ bắt lên trên bếp để khuấy. Nấu với lửa lớn cho nó nhanh sôi nha. Khi rau câu sôi rồi các bạn để lửa trung bình. Vừa nấu thì mình vừa khuấy vậy nè, khuấy cho nó đều để cho nó sơ kỹ. Dùng những cái khuôn này, các bạn có cái khuôn nào thì mình dùng khuôn đó ha. Mình dùng đây là cái hộp á. Cho nó đều á, để chút nữa mình chia lớp ra nhìn nó cũng đẹp nữa. Đây là cơm dừa hay là cái dừa mình nạo ra nè. Thích thì các bạn dùng, còn không thích thì bỏ qua. Quay trở lại nồi rau câu, mình nấu với lửa nhỏ được thêm 5 phút nữa. Bây giờ mình thấy cái nước rau câu nó hơi sệt sệt lại nè. Tắt bếp luôn. Rồi mình sẽ cho cái phần rau câu sữa vô trong nồi. Các bạn cũng bắt lên bếp nấu nha. Sữa này thì các bạn nấu với lửa nhỏ thôi. Mình nấu mình cũng khuấy vậy nè, để cho nó đừng có bị cháy khét xung quanh á. Rồi bây giờ mình sẽ đi đổ cái phần rau câu dừa trước nè. Các bạn cho vô. Thì mình cho vô một lớp mỏng hay dày là tùy ý. Mình sẽ cho một lớp ở bên dưới là nước dừa tươi, cho nó có cái độ trong á. Cái phần sữa mình khuấy cho nó sôi lên nè. Tại vì sữa nó dễ bị cháy lắm á, nên các bạn để lửa nhỏ mình khuấy đều. Cái lớp dừa thì nó đặc rồi nè. Khi nó vừa đặc thì các bạn sẽ cho cái phần sữa vô liền nha. Không thôi là một chút nữa nó sẽ bị tách lớp á. Cho vô thì mình cũng cho nhẹ nhàng để hai lớp nó không có bị hòa vào nhau. Cái rau câu dừa các bạn rất là nhanh đặc luôn. Cho nên là khi mà cho ra ngoài cái chén á, thì các bạn chút nữa mình ngâm nước sôi nha, cho nó nóng. Giữ ấm á, thì rau câu nó sẽ không có bị đông lại khi mà mình đổ chưa có kịp. Rồi một lớp thật là mỏng sữa.
Lá dứa mình cũng khuấy đều cho nó sôi lên nha. Sôi xong là được rồi, không có cần để lâu. Cái lớp sữa đã đặt nè. Mình thấy cái lớp sữa đặt rồi thì mình cho thêm một cái lớp rau câu nước dừa vô. Mình xen kẽ nha. Nước dừa xong rồi tới sữa rồi tới nước dừa. Rồi một chút nữa mình sẽ cho tiếp cái lớp màu xanh lá dứa. Vừa đặt thì các bạn cho tiếp lên liền. Và nếu mạnh cái phần rau câu dừa mà mình đổ chưa kịp á thì cho lên trên bếp, các bạn để lửa nhỏ mình giữ ấm đó, hoặc là ngâm trong nước sôi. Xong rồi, khi mà cái lớp này nó đặc thì mình cho lớp kế. Làm như vậy tương tự cho đến hết phần rau câu. Hồi nãy á, cái lớp màu lá dứa mình cho hơi lợt ở trên á, nên thấy cái lớp ở bên dưới nó nổi lên nè. Cái dừa mình sẽ cho lên trên. Hồi nãy á, nếu như các bạn thích mà cái dừa mà nó nằm ở trong cái nước rau câu dừa luôn á thì các bạn có thể cho vào trong nồi luôn. Và nếu làm vậy thì mình phải sắc cho nó hơi nhỏ nhỏ ha. Cuối cùng là một lớp rau câu nước dừa để lên trên để cho cái phần cơm dừa nó dính chặt lại, nó không có bị bung. Mình làm ra ba khuôn với ba màu sắc khác nhau. Một khuôn là màu của sữa, một khuôn là màu của lá dứa, còn khuôn còn lại thì mình cho thêm cái cơm hay là cái dừa. Rồi, mình làm xong hết rồi nè. Có bong bóng bọt thì các bạn làm cho nó bể đi để rau câu nó đẹp hơn, láng mịn á. Mình chờ cho nguội xong rồi mình sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh nha. Đây là phần rau câu mình lấy từ tủ lạnh ra, nãy giờ mình để được 1 tiếng đồng hồ á. Nó lạnh lạnh á thì mình ăn nó mới ngon. Rồi bây giờ sẽ lấy ra nè. Các bạn dùng cây tăm á, mình ghim hai bên cái hộp vậy nè. Rồi úp ngược nó ra, nó có cái không khí á, nó sẽ ra dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Mình làm cái loại rau câu này á thì nó đặc, nó dai và nó có độ giòn nhẹ nhẹ. Cắt ra xong hết rồi thì các bạn làm sẵn vậy nè, để vô tủ lạnh, đậy nắp lại nha. Mình có thể ăn được 3 ngày mà rau câu nó không có bị chảy nước đâu. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nè. Thơm mùi lá dứa và ngọt thanh từ nước dừa, ăn rất là mát luôn, lạnh lạnh nữa. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ những video ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.